Chúng ta có thể quan sát về chiếc loa kéo loa bắt 40 của AZ Pro. Với model của chiếc loa này là AZ89 Plus. Chúng ta có thể xem model của loa AZ89 Plus là người ta thường gọi là chiếc loa kéo bắt 40 bản đủ. Thế quả thực là ngày xưa chỉ nghe tới là ô tô bản thiếu và ô tô bản đủ thôi. Bây giờ có cả loa kéo bản thiếu và loa kéo bản đủ. Chúng ta cũng tìm hiểu tại sao lại gọi là chiếc loa kéo bản đủ. Có nghĩa là chiếc loa kéo này nó tích hợp đầy đủ các tính năng cần thiết và hiện đại nhất của chiếc loa kéo. Vì những chiếc loa kéo khác là có tính năng nọ thì lại mất tính năng kia. Và chiếc loa kéo này thì nó lại được tích hợp đầy đủ các tính năng, không thiếu tính năng gì hết. Các tính năng như là tính năng thứ nhất về tính năng của chiếc micro này, như là chống hú, chống rít này, reset tần số UHF. Đây thì em vừa tháo chúng ta xem thử về bên trong của chiếc micro. Chiếc micro nó có các nút reset tần số UHF để nó lệch với những tần số của những chiếc loa kéo khác trên thị trường. Tiếp đến là ở phần thiết kế của loa có tay cầm để chúng ta có thể di chuyển. Không phải chiếc loa nào cũng có cái tay cầm này đâu nhé. Có chiếc không. Chiếc này nó tích hợp đầy đủ luôn. Như một chiếc vali rất chi là gọn. Tiếp đến nữa đó là tiếp tục về quan sát về bản mạch của chiếc loa này. Đó là chiếc loa này sử dụng bản mạch 10 phím chỉnh. Và tất cả các nút tinh chỉnh đều được là những nút hiện đại nhất, như là nút chống hú, nút MC, nút đồng bộ Bluetooth, rồi các chế độ nhạc. Tiếp đến đó là các cổng kết nối đàn guitar điện, cổng kết nối mic có dây. Và đặc biệt đó là chiếc loa này sử dụng tính năng dì vật khi chúng ta hát karaoke đã được tích hợp ở trong bản mạch này. Tính năng dì vật này không phải chiếc loa nào cũng tích hợp tính năng dì vật này. Những chiếc loa có tính năng dì vật này thì khi chúng ta hát karaoke cho giọng ca rất sáng và hay, và khi kể chúng ta nghe nhạc cũng rất hay. Và em nhắc lại model của chúng ta này đó là AZ89 Plus. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức và chất lượng âm thanh của chiếc loa này. Em sẽ test thử một đoạn nhạc để chúng ta cùng test biết về chất lượng âm thanh của chiếc loa này nhé. Bây giờ em sẽ đi bật thử một đoạn nhạc để chúng ta cùng có cái cảm nhận về chất lượng âm thanh của chiếc loa kéo AZ Pro AZ89 Plus loa bass 43 đường tiếng. Để trước khi chúng ta nghe nhạc, chúng ta hãy quan sát về ngoại quan của chiếc loa này một lần. Với ngoại hình rất đẹp. Rồi, bây giờ em sẽ bật thử nhạc để chúng ta cùng có trải nghiệm về chất lượng âm thanh nhé. Bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi.
rồi thì em vừa đi test thử để chúng ta cùng có cái cảm nhận về chất lượng âm thanh của chiếc loa kéo của hãng AZ Pro. Khi nhắc tới AZ Pro thì chắc hẳn những anh em đã chơi loa kéo, những anh em chơi âm thanh nhiều chúng ta đều biết về tên tuổi và thương hiệu của AZ Pro rồi. Nhưng điều đặc biệt đó là chiếc loa kéo này, đó là chiếc loa kéo bắt 40 bản đủ. Có nghĩa là nó tích hợp toàn bộ những tính năng cần thiết và hiện đại nhất của chiếc loa kéo trên một chiếc loa này. Và chiếc loa này bên em đang chào bán với giá là 5.090.000. Loa bắt 40, sử dụng loa 3 đường tiếng, có tích hợp tính năng dị vật, loa sử dụng mạch 10 phím chỉnh. Với kích thước của chiếc loa này lần lượt là 77x44x40 và trọng lượng của chiếc loa này là 25kg. Loa được thiết kế rất khỏe và chắc chắn. Màn của chiếc loa được làm bằng hợp kim sơn tĩnh điện sơn 3 lớp và thùng của loa được làm bằng gỗ sơn nhám chống bám vân tay. Trên mặt của loa thì được khắc chìm logo của nhà sản xuất AZ Pro. Và phụ kiện của loa đầy đủ bao gồm 2 micro không dây, mic bằng kim loại, cầm rất đầm và chắc chắn. Mic này có khả năng chống ngú chống rít khi chúng ta hát karaoke và có reset tần số UHF. Ngoài ra phụ kiện của loa cũng bao gồm là điều khiển từ xa này, thẻ bảo hành của nhà sản xuất và sách hướng dẫn sử dụng, jack nguồn đầy đủ. Chúng ta có thể quan sát loa xa một chút để cùng có cái nhìn tổng quan về chiếc loa này. Rồi thì em vừa đi giới thiệu về thông tin chi tiết, thông số kỹ thuật và test thử đoạn nhạc để chúng ta cùng có cái cảm nhận về chất lượng âm thanh của chiếc loa kéo AZ Pro AZ89 Plus. Loa bắt 40 phiên bản đầy đủ. Anh em chúng ta có thể quan sát lại về ngoại quan của chiếc loa này một lần nữa. Và chiếc loa này bên em đang chào bán với giá là 5.090.000. Em nhắc lại là chiếc loa này bên em đang chào bán với giá là 5.090.000 nhé. Anh em nào cần hỗ trợ sâu thêm, tìm hiểu thêm về chiếc loa này có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại ở trên clip hoặc ở trong bài viết bên em đã để sẵn số điện thoại và địa chỉ đầy đủ. Anh em nào ở gần có thể qua ngay địa chỉ bên em để test hàng. Còn anh em ở xa thì em sẽ gửi hàng về tận nhà. Anh em được xem hàng, thử hàng xong thì thanh toán trực tiếp với bên nhà vận chuyển nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi buổi review ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh em.